Xin chào Uyên Huynh và tất cả mọi người. Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Tân, sinh năm 1973. Hiện tôi đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có tham gia chương trình Kết nối yêu thương cuộc sống ở Mỹ. Mọi người có coi được video clip này, xin hãy like, share và chia sẻ tôi nhé. Tôi xin cảm ơn mọi người. Rồi, em chào chị ha. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng, rồi chị giới thiệu về mình. Mình tên Nguyễn Thị Tân, hiện tại mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình sinh năm 1973. Mình công việc của mình thì buôn bán tự do. Mình đến đây là cũng muốn nhờ Uyên Huynh kiếm cho một nửa yêu thương, khoảng tuổi từ 55 đến 60. Chị hiện nay ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 1973. Chị đang làm cái gì? Buôn bán tự do. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình như sao? Thế nào? Mình ly hôn cách đây cũng 8 năm rồi. Chị có cũng có tìm hiểu một vài người mà không có thấy không có hợp á, nên cũng không có tới đâu. Bây giờ lên đây thì muốn Uyên Huynh giới thiệu cho một người khoảng từ 55 tuổi đến 60 tuổi. Không cần người ta giàu có gì, chỉ cần là chân thành, biết yêu thương, biết chung thủy, biết chia sẻ lẫn nhau là đủ. Hiện tại có được mấy người con? Mình thì được 3 đứa con lớn hết rồi. Chỉ có đứa con gái út năm nay 19 tuổi là đang học đại học năm 2 thôi. Còn mấy đứa kia là một đứa có gia đình rồi, còn đứa thì cháu cũng làm tiếp viên hàng không đó, mà cháu cũng ra ngoài để mở thêm buôn bán, làm thêm ở ngoài á, nên chỉ có 2 mẹ con. Chị rồi lý do sao chị với ông xã chị chia tay? Ly dị lâu rồi, 8 năm rồi. Chị nghĩ ưu điểm của mình hả? Nói chung là ưu điểm của mình thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết chia sẻ, cũng yêu thương mọi người. Nhưng mà mình còn cái khuyết điểm thì mình có cái khuyết điểm là tin người quá, nên là nhiều khi cũng tin bạn, tin bè hay là tin giống là người ngoài nhiều quá nên cũng hơi bị thiệt thòi. Có bao giờ bị gạt chưa chị? Giống như là bạn bè thì nhiều khi mình thấy mình chịu không nổi, giống như người ta than vãn này kia đó, rồi cái mình cứ giúp hết, mình giúp đỡ rồi cuối cùng mình bị thiệt thòi, nên là cái khuyết điểm của mình. Bây giờ muốn tìm người bạn cho mình đó, chị muốn người đó tính tình như thế nào? Bây giờ chỉ cần một người có công việc ổn định thì tốt, còn không thì cứ tuổi từ 55 đến 60 mà người ta biết chia sẻ yêu thương mình, biết giúp đỡ nhau cái lúc mà ốm đau bệnh tật của hai đứa thôi, chứ còn con cái mình cũng lớn nữa, không gì hết. Chỉ cần mình với người đó mà hợp nhau về sống chung với nhau đó, rồi chia sẻ nhau, an ủi nhau tuổi già là được. Tại vì mình cũng thấy 7-8 năm nay cũng hơi thấy cô đơn làm sao, tối về cứ ngủ mình á, rồi thấy cũng buồn buồn nên muốn kiếm người để an ủi tuổi già. Không cần đẹp trai, cũng không cần trẻ, mình chỉ cần ổn định thôi, rồi khoảng từ tuổi 55 đến 60 được rồi. Chị thích anh ấy trầm tính ít nói hay là lăng lệ hoạt bát? Mình thích trầm tính thôi. Thích đàn ông trầm tính thôi. Ông xã trước của chị có trầm tính ít nói không hay là lăng lệ? Tại vì mình cũng sôi nổi quá rồi, mình thích người trầm tính để bớt lại. Con chị như thế nào? Có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không?
À, con chị thì nhiều khi cái bé thứ hai, đứa đầu thì lấy vợ rồi, còn bé thứ hai thì sinh năm 96, cháu làm tiếp gia đình không á, mình cũng khuyên cháu lấy chồng hoài, cháu nói mẹ chưa lấy chồng nên con chưa lấy. Nói chung là mấy con mình nó cứ xúi mình đi hoài, đi lấy chồng đi. Con thứ Con hai của thứ chị là bao nhiêu là tuổi bao rồi? nhiêu? À, đứa lớn thì 92, đứa thứ hai thì 96, đứa thứ ba thì 204, đang học đại học năm 2. Chị xem Chị video của em hay là ai giới thiệu chị xem? không nghe rõ lắm. Chị xem Chị video của em hay ai giới thiệu chị xem? à, xem đi, xem lướt Facebook đó rồi thấy rồi cũng thích rồi cũng like vô chia sẻ rồi thấy thì cũng ngại lắm, không muốn lên đâu. Rất là ngại nhưng mà nghĩ thôi, nếu mình không lên thì biết bao giờ mình có nửa bên kia, thấy chờ đợi mấy năm rồi cũng chưa có ai nên thôi mà dạm lên đại. Phải cho mình cơ hội chứ chị, phải tạo điều Bài kiện cho mình. Sau khi chia tập tay với ông xã chị thời tập gian khá lâu như vậy á, thì chị lúc đó trẻ trung xinh đẹp, chắc có nhiều anh theo có đuổi nhiều chị anh hả? thì nói chung là nếu như mà mình á thì nói chung là nếu như mà được mấy anh ở nước ngoài á thì càng tốt, tại vì mình bây giờ cuộc sống thì nó cũng qua cái cơn vất vả rồi, thì bây giờ ví dụ như để mình được đi đây đi đó thì mình vẫn thích hơn. Rồi Rồi chiều cao của chiều chị là bao nhiêu? cao gì chị quên, Chị cao bao nhiêu chị? mình cao 1m62. Chị có nghĩ là Chị anh có nghĩ bạn của là mình cao khoảng bao không nhiêu thì phải bao nhiêu ok không? đây không? Nói chung là bằng mình rồi trở lên là được, cũng không quan trọng lắm cái hình thức bên ngoài đâu, miễn người ta chân thành với mình là được, biết yêu thương mình là được. Nếu anh ấy Nếu hút anh thuốc ấy uống rượu á, thì không chị quá có ok không? thì cũng được đó, mà miễn là anh đó là phải là độc thân nha. Đó, rồi anh đó thì bạn mình cứ cho người ta số, người ta tìm hiểu mình, nếu mà cảm thấy mà hợp nhau thì tới. Chị Vậy rồi rồi chiều cao của chiều chị là cao, bao nhiêu? chiều cao thì bằng mình trở lên chút đi, bằng mình trở lên đi, khoảng 1m60, 62 gì đó trở lên. Chị cao bao Chị nhiêu? cao không? 1m62. Thời gian Thời rảnh rỗi á thì chị thích gian làm việc gì để giải trí cho chị mình? thích cho mình. Cái Mình thì sôi nổi mà, mình á, mình là mình rất là sôi nổi nên mình thích kiếm người đồng tính hơn. Tại vì mình hát hò hay là văn nghệ, hay là hồi xưa mình cũng là văn nghệ trường đó, nên là mình sôi nổi lắm, cái gì mình nhớ cái đó mình thích lắm. Tại có thời gian đó mình cũng mở quán hát nhau nghe, rồi cũng mở cà phê, rồi cũng buôn bán nhiều thứ lắm, nên là những cái đó thì Chị chị chắc là chị chắc hát có rất là hay phải không? ok, rất là thích rồi. Hồi bữa chị tới chị có hát không? Có hát bài Người Tình Mùa Đông đó hay quá trời, mọi người đang ưu tiên hát nữa đó, có quay clip Chị phải gửi thôi cho phải em coi, tại vì em nhờ người gửi ta quay phim, tới cảm nay nó chưa có làm chưa xong có cho làm em nữa. Em bực vậy mình hả? ghê luôn, quá biết lúc đó em like một đoạn là được rồi. Có chụp hình với bên Quỳnh đó, bữa nào có ra hình rồi thì gửi cho mình tắm nha. Chừng nào có hình là em trả lại Em hình cho trả mọi người hết. ok. Chị là nếu có người Chị yêu, có chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? không? Hả? Chị có thích người Chị yêu có của thích mình người có tính lãng mạn lãng không? mạn không? Nói chung là cũng có, nếu mà có lãng mạn được thì càng tốt, tại vì đàn ông mà người ta ga lăng chút xíu cũng được, Ông xã trước của ông chị có xã lãng mạn không? lãng mạn chút xíu cũng được, cũng Không. sao, cái đó là cái tốt mà, có gì đâu.
Vậy, hút thuốc thì hay là uống rượu gì cũng được á, nhưng mà chút chút thôi, đừng có nghiện ngập quá. Hồi đó giờ có bao giờ Hồi đó đi du giờ lịch ra nước ngoài không? có mình chưa có đi. Bây giờ thì con mình á, nó đang khuyến khích mình là đi, tại vì cháu nó làm bên đó nó cũng có khuyến mãi cái vé cho người già đó, nên là nó đang thì mình nói năm nay là thị trường đang bất động sản cũng đang đứng rồi này kia, mình cũng muốn đi chơi. Chị rồi sao Chị không thấy rồi anh sao Hưng đổ phở của mình của đó? mình đó Hiện tại bây hả? giờ trong lòng Cái chị gì trong lòng nghĩ một người đàn ông một như người thế đàn nào sẽ mang lại hạnh phúc cho ông chị? thì nói chung bây giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn kiếm một người để chồng đâu vợ đó, vợ đâu chồng đó, mất cho nó vui vậy. Thấy người ta đi có đôi có cặp mình lại lôi cũng tủi tủi. Vậy thôi chứ cũng không có đòi hỏi gì đâu, miễn người ta chân thành chung thủy với mình là được rồi, giàu nghèo cũng thành vấn đề đó. Chị coi Chị video coi của anh Long chưa? thì thấy thấy cái kênh của Quỳnh á, thấy mấy anh Việt kiều, nhiều anh cũng rất là thật thà mà thấy quý ghê á, có mấy anh Việt kiều mà nói thật thà lắm. Bây giờ chỉ cần một người vợ để về chia sẻ với người ta đó, mình thấy cũng thích thích đó. Tại vì mình cũng đang thích đi đây đó, ý mình thấy nếu có thì cứ cho mình một vài số mấy người đó rồi tự tìm hiểu. Chị phải nhắn Chị tin phải lên cho nhắc em, chị có thảm có ai phù hợp với chị tại á cũng thích thì đi. nhắn tin cho Nhắc em. anh chị. Nhưng mà trong Nhưng thời mà gian trong này em đang ở Việt Nam đó, nên hơi mình bận hơn chút, khi nhắn tin khi đó nhắn thì tin phải kiên nhẫn chút nha chị, cũng giống như cũng là giống khi như là em cho số em điện cho số thoại cho các anh ở nước ngoài á, thì thì các chị cũng phải nó cũng kiên phải nhẫn, nhắn tin là cũng nhắn phải tin được, kiên nhẫn, tại vì nhiều tại khi người ta vì bận ở nước ngoài, nhiều người ở ta nước bận ngoài rộn nhiều hơn ở Việt nhiều hơn Nam. không Rồi khi rồi mình tìm đi hiểu thì hiểu mình phải cẩn thận về tài không chính, về tài hoặc là những vấn à đề gì mình cảm thấy cảm mình thấy mình thiệt thòi thì mình không nên làm không hết nên chị. làm Tự bảo tự vệ bảo mình và tự tự chịu trách nhiệm về sự quyết định của mình. của mình Chị rồi chị rồi cha mẹ của chị mẹ của còn đầy đủ không? chị đúng không chị Quỳnh, Cha mẹ của cha chị mẹ còn đầy đủ đầy không? đủ không con cha, tại vì mình là thứ hai mà nhà có ba chị em, mình là thằng em trai cô em gái út, nên mình chị hai nên cha mẹ còn khỏe. Chị ở gần Chị cha ở mẹ gần mình không? cha mẹ mình ở Biên Hòa Đồng Nai á, còn mình thì mình sinh ra lớn lên ở ngay Gò Vấp mình nè, Tân Chị. Anh chị em của chị có Chị ai em ở của nước chị ngoài không? không, tụi nó cũng ở trong nước cũng toàn dân kinh doanh không à. Bây giờ chị ở Bây như giờ thế này chị có nấu ăn cho mình không? Hay cho mình không đây, là có một mình không? có một Không mình cần nấu không ăn. thì giờ thì nói chung là cũng rảnh này cà phê cà pháo đồ này kia vậy thôi, chứ cũng đâu có làm gì vậy. Mùa này không có làm gì hết đó. Với lại mới Tết ra nữa, đang tính là ra Tết thì đi du lịch Thái Lan hay là đi Singapore hay đi đâu đó mà chưa, đang tính lên Quỳnh xong rồi mới đi sắp xếp đi du lịch, nếu mà được anh nào sớm thì đi cùng thì càng tốt. Đúng rồi, nhiều khi đi du lịch mình cũng buồn phải không chị? Rồi hiện tại là chị có dự trong tương lai á, chị có dự định là mình sẽ làm gì không, hay là mình đã nghỉ hưu rồi không cần phải làm gì nữa? Bây giờ có làm gì không á hả? Trong tương lai Trong tương lai trong tương lai thì mình cũng đang vẫn là làm cái công việc của mình, thì mình cũng làm bên bất động sản á, nhưng mà lúc này đang đứng thì mình cũng cho nó đứng đó đi, rồi mình đi du lịch tạm thời đi, rồi khi nào đất đai nó đứng đi rồi mình nó mở ra thì mình về mình làm tiếp. Còn bây giờ thì cái nghề tay trái á, thì mình mở quán cà phê đó mà cũng buôn bán xong thấy nó cũng không được, cái mới sang luôn rồi. Giờ nói chung đang rảnh đang ở không á. Là chị có Chị một quán cà phê nữa, mở được bao lâu?
Em nghĩ chắc cũng không có còn gì hỏi chị nữa, chị có muốn bổ sung thêm gì nữa không? Tại vì cái nó cứ lập cập khó nghe. Sao bên Quỳnh nói mình không có nghe rõ lắm nha Quỳnh? Bị gì ta? Cái do điện thoại mình hay là sao? Em cũng không biết, sometime nó bị gì. Chị chào khán giả cho em ha. Ok. Chào khán giả chị. Chào khán giả. Happy New Year. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Chào tất cả mọi người khán giả trong nước và ngoài nước nha. Ba chị nha. Chúc chị năm mới là sẽ có hạnh phúc mới nha.